Chào buổi sáng tất cả các bạn, mình sẽ lại bắt đầu thông tin tình hình dịch Covid tại Bến Tre sáng ngày hôm nay ngày 3 tháng 8. Và để bắt đầu thông tin chi tiết, bạn nào chưa đăng ký vui lòng cho mình xin một nút đăng ký bên dưới nha. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và một vụ cháy đã xảy ra được cho là đoạn đi qua đội thầy ca thuộc phường 8 thành phố Bến Tre. Vụ cháy đã làm gây xôn xao dư luận rạng sáng ngày hôm nay ngày 3 tháng 8 và đã làm mất điện trong vài phút tại thành phố Bến Tre. Và tiếp theo là thông tin về ca tử vong thứ 12 tại Bến Tre. Thì theo báo cáo của bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu, bệnh nhân tử vong sinh năm 1954 là nữ có địa chỉ tại thị trấn Ba Tri, Bến Tre, nhập viện vào ngày 30 tháng 7. Trước đó bệnh nhân sốt cao, ho đầm trắng trong, sau đó bệnh nhân khó thở nhiều hơn. Vào bệnh viện Ba Tri test nhanh là dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân sau đó được chuyển đến bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu. Bệnh nhân nhập viện bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu trong tình trạng là tỉnh rất đều, tiếp xúc được, thở oxy ẩm qua mask, co kéo cơ hô hấp phụ, mạch quay rõ, tim đều, phổi rang nổ khắp hai phế trường, bụng mềm. Đến 21 giờ ngày 30 tháng 7 cùng ngày, lấy mẫu real-time PCR cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân được xử trí thở oxy ẩm qua mask, điều trị kháng sinh, corticosteroids, kháng đông, dinh dưỡng và điều trị theo chứng phát đồ theo Bộ Y tế. Thì đến 20 giờ ngày 1 tháng 8, bệnh nhân suy hấp nặng hơn và được đặt nội khí quản, bệnh ngưng tim. Thì hồi sức tích cực thì bệnh nhân tử vong lúc 21 giờ ngày 1 tháng 8. Chẩn đoán tử vong là siêu hấp viêm phổi mức độ nguy kịch do SARS-CoV-2, tăng huyết áp, đái tháo đường type 2, thoái hóa khớp và loét dạ dày. Đây là bệnh nhân thứ 12 tử vong tại Bến Tre. Và tiếp theo là thông tin cuối cùng cho buổi sáng ngày hôm nay, chính là số ca ghi nhận tại Bến Tre sáng ngày hôm nay. Thì theo CDC, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Bến Tre, sáng ngày 3 tháng 8, Bến Tre ghi nhận thêm 30 ca mắc Covid mới. Thì tính từ 6 giờ chiều ngày hôm qua và đến 6 giờ sáng ngày hôm nay ngày 3 tháng 8, Bến Tre có 30 ca mắc mới, bao gồm là Ba Tri là 2 ca, ở Tân Thủy thông tin thì chưa được xác minh. Thì Bình Đại là 1 ca, là ở ấp 3 Bình Thắng. Châu Thành là 15 ca. Ở Quế Sơn là 2 ca, ở ấp 2. Châu Long là 2 ca, ở Long Hội và Long Thạnh. Tân Phú là 3 ca, ở Hàm Luông và Tân Quy. Tiên Thủy là 4 ca, ở ấp Chánh, Tiên Đông Vàm và Khánh Hội. Thành Triệu là 2 ca, ở Phước Thạnh 1 và 1 đang được xác minh. Phú Túc là 1 ca, ở Phú Khương. Tiên Long là 1 ca, ở Tiên Phú 1. Chợ Lách có 4 ca, là ở Tân Thiền, 1 ca, ở Tân Thanh. Long Thới 3 ca, ở An Quy. Thì đây là 4 ca đầu tiên được ghi nhận tại Chợ Lách. Mỏ Cày Nam là 1 ca, ở Thới Hòa và Thành Thới A. Mỏ Cày Bắc là 1 ca, ở Phước Hậu, xã Phước Mỹ Trung. Thành Phú 3 ca, là ở An Điền, là 2 ca, ở Giang Hà. Thị trấn 1 ca là ở Thạnh Hòa A. Thì thành phố Bến Tre 2 ca là ở ấp 3 Sơn Đông và khu phố 4 Phú Khương. Ở ngoài tỉnh là có 1 ca ở Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi. Và trong khu cách ly và phong tỏa là 22 ca. Thì 13 ca tại công ty CB, 2 ca tại bệnh viện Tâm Thần và 7 ca tại khu cách ly huyện. Test nhanh và phát hiện trong cộng đồng là 8 ca. Trong đó là Chợ Lách là 4 ca, Châu Thành là 2 ca, Ba Tri là 2 ca. Thì tính đến sáng ngày hôm nay là toàn tỉnh là có 913 ca, trong đó là số ca tử vong là 12 ca, số ca ra viện trong sáng ngày hôm nay là 33 ca, cộng dồn số ca ra viện là 195 ca. Thì mình cũng xin kết thúc thông tin buổi sáng ngày hôm nay tại đây. Bạn nào chưa đăng ký nhớ cho mình xin một nút đăng ký bên dưới nha. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều.